Alo bà con, bữa nay ngày 21 tháng 9 năm 2024, em có đi ngang phố Đức Thọ, em vô tình thấy chị luật sư Bùi Kim Thành, chị luật sư nổi tiếng Nam Cao Ly ở đứng ở trước cửa phố Đức Thọ bà con. Trong khu chợ đông thì chị biểu dương ủng hộ tổng thống Donald Trump, thì em ghi vô tình em ghé xe vô là em phỏng vấn chị vài câu chơi cho vui đó mà. Chỉ là người nổi tiếng Nam Cao Ly, là luật sư nổi tiếng Nam Cao Ly bà con, chị Bùi Kim Thành. Thì em đậu xe vô rồi thì giờ em thấy chị rồi. Bây giờ thì chị Thành ơi, em hỏi vài câu đi chị Thành ơi. Hai chị em đi ghé phố Đức Thọ về mua đồ mà em thấy chị em vô tình thì em vô em hỏi chị vài câu, chị sức khỏe mạnh khỏe không ạ? Hôm nay hả? Dạ, chị mạnh khỏe không ạ? Quá tuyệt vời. Dạ, thì em thấy chị ủng hộ biểu dương tổng thống Donald Trump, lý do là chị ủng hộ tổng thống Donald Trump dữ vậy? Trước hết là kính lời chào đến quý khán giả của channel Phố Cali Bonsa TV 2. Và hôm nay thì vừa đi rally lại hâm tình bích nhà nãy em có thấy cùng với lại tất cả những người Mỹ có lương tri và lương tâm làm người support quốc Donald Trump và để bảo vệ cái chiến thắng của tổng thống Donald Trump. Trước tiên em hỏi chị sức khỏe bữa nay sao, thấy sao? Hôm nay thì quá tuyệt vời, vì hôm nay chị định là đi tới chỗ Đức Thánh Trần á, với lại tượng đài Westminster linh thiêng á, để chị happy birthday của chồng chị. Ồ vậy đó. Chồng chị tên gì ạ? À? Là Stephen Cooper. Là một anh hùng, là một cựu chiến binh Mỹ của thủy quân lục chiến của Marine Corps của Mỹ đó. Và xưa giờ em đâu thấy anh đâu à chị? Dạ có. Anh đang đâu ạ? À? Hiện nay đang làm việc ở Homeland Security. Sau khi mà bị cái bọn cộng sản khủng bố nằm vùng ở đây đó, nó truy sát thì không được, thì nó đầu độc chồng chị cách đây hơn ngày 20 tháng 9 năm 2020, nhưng mà nhờ tổng thống Donald Trump đã cứu sống, và hiện nay chồng chị đang làm việc ở Homeland Security, chưa có về, lại vì cần phải cùng với mọi người trong cái đội an ninh của Homeland Security để bảo vệ cái chiến thắng ngày 5 tháng 11 năm 2024 của tổng thống Donald Trump. Không thể để cho cái đảng Dân Chủ Cộng sản họ ăn cướp và gian lận như vừa qua, mà ăn cướp cái chiến thắng ngày 3 tháng 11 năm 2020 của người dân Mỹ. Mà chị sau khi chồng chị bị đầu độc thì chồng chị phải làm việc ở trong Homeland Security, thì chị phải thay chồng chị để cùng với tất cả người dân Mỹ đòi lại cái chiến thắng ngày 3 tháng 11 năm 2020 sau một thắng một cách long trời lỡ đất bằng sự thật, bằng luật pháp và hiến pháp. Do vậy chị hôm nay chị rất là tuyệt vời, không ngờ lại gặp em rồi biết là chị đi rally tại nhà nãy em giờ mà Kim có thấy chị ạ. Lại được em gặp ở đây, dạ. Thì em muốn phỏng vấn chị. Thì đó chị có chồng mà xưa nay không thấy, mà xin lỗi chị với anh lấy nhau khoảng bao năm rồi? Theo chị cái thời gian đó thì sau khi chị vô trong công dân Mỹ đó, dạ. Thì tới giờ này thì chồng chị thấy là chị cần cái hao chinh á, dạ. Mà chồng chị lại một anh hùng nữa, dạ. Muốn nói với chị là hãy để cho chị, cho chồng chị làm cái giấy hôn thiếu, dạ. Để mà giúp cho chị có một cái hao chinh nữa, dạ. Rồi chị mới bảo thôi, vì chồng chị thấy chồng chị là giống như là hút thuốc á, dạ. Chị muốn nói rằng là bây giờ ông muốn cho tôi, ông giúp đỡ cho tôi, ông tiếp theo tôi, trong khi đoàn tù cộng sản nó tra tấn tôi một tay một chân mà tôi bị liệt như vậy, thì ông muốn giúp đỡ thì ông phải bỏ thuốc lá, dạ. Thì ông lại nghe lời chị, ông bỏ thuốc lá, và nhưng mà chị mới nói với ông là tôi
vì cần phải thay cho hàng triệu dân gian thương binh Việt Nam Cộng Hòa làm người đại biểu này, cho nên tôi không muốn công khai cái hôn thú mà ký, và cũng không muốn show cho mọi người biết là chị có chồng là một anh hùng, một cái cựu chiến binh Mỹ, để cho không muốn cho cộng sản nó được quy sát chồng chị, cho nên là chị không có công khai mà mọi người biết là chồng chị là một member trong cái đền thờ thánh Đức Thánh Trần á, và luôn luôn giúp đỡ chị cũng như ủng hộ cho tất cả đồng bào yêu nước đã và đang biểu tình để mà bảo vệ cái nước Mỹ. Cho nên là chồng chị hiện nay chưa có về để mà cùng với chị để bảo vệ cái chiến thắng của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà chị vẫn phải, vì đây là cái trận chiến cuối cùng của người dân Mỹ, tức là yêu nước. Thì may mắn là có một tổng thống yêu nước, thương dân, tôn trọng luật pháp và hiến pháp nước Mỹ 1776. Cho nên cái đảng Dân Chủ Cộng Sản nó rất là căm thù Tổng thống Donald Trump. Càng như thế thì người dân Mỹ càng phải có cái trách nhiệm là vote cho Tổng thống Donald Trump để cứu lấy nước Mỹ và cứu cả thế giới bằng luật pháp, hiến pháp nước Mỹ, bằng sự thật và cái luật nhân quả. Bao lâu chị, bao lâu chồng chị mới về thăm chị một lần ạ? Không, chồng chị vì là muốn cho cái bọn cộng sản, ví như là cái bọn đảng Việt Tân Cộng Sản đó, nó biết rằng là những cái tội ác của nó không thể tiếp tục nữa, cho nên chồng chị không có thể về. Nhưng mà hàng tháng á, chồng chị có gửi về riêng cho chị một cái 200 đô để mỗi cho tháng chị. Là vì để nhắc chị là đóng tiền niêm liễm mỗi một tháng 20 đồng là member trong Đức Thánh Trần, và nếu còn dư thì chị có thể muốn mua lô tô hay là làm cái việc đóng góp vô những cái việc mà chị đi rally đó, và chị có cái tiền thì chị đóng góp. Em xin hỏi câu này, không biết có làm buồn gì không? Nếu không có buồn thì muốn trả lời cũng được, không trả lời được. Tại có một hai lần em ghé ngang ở chỗ anh Lộc Trần, em có thấy chị đem tiền gửi gì Việt Nam gì đó. Chị có nghĩ cái đó là chị phản bội chồng chị không? Tại vì chồng chị cho tiền chị mà chị lại cho là người Việt Nam. Thì chị nghĩ cái điều đó chị có phản bội chồng chị không ạ? Chị, những cái tiền gì mà chị có gửi đó là do chính cá nhân của chị. Và những người dân á, người ta muốn giúp cho thương binh dân bang ở Việt Nam á, người ta muốn hỗ trợ họ biết chị là luật sư miễn phí của người dân bang tại địa ngục cộng sản, họ muốn nhờ chị thì tiền nó không có nhiều, chỉ có 150 gì, hoặc là người dân bang bị cộng sản nó truy sát, nó vì nói sự thật á, cũng như là quý cha ở tại dòng Chúa Cứu Thế mà vì cứu trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa mà bị nhóm bắt lưu đày ở tại Cần Giờ, cũng như là những người dân mà quan mà bị cộng sản chỉ vì nói sự thật á, mà nhiều người được sung sướng được làm người tại Mỹ này mà họ không tin vào cái tội ác cộng sản nó đã và đang hay trị nước tại địa ngục cộng sản, mà hiện nay nó đang xâm lược nước Mỹ và qua cái đảng Dân Chủ Cộng Sản đó. Cho nên chị không hề, chị thấy là một cái lần tiền chị gửi về là tên của chồng tôi, chị, chồng chị là người trong đó có tiền. Nhưng mà chồng chị cho chị tiền mà chứ không phải chồng chị cho người Việt Nam đâu. Không, cái điều đó chị làm trái ý của chồng chị rồi. Nghe nè, lúc mà chồng chị mà chưa bị tai nạn á, rồi bây giờ chồng chị đã nhắc chị là cũng như 3-4 tháng chị sẽ gửi một cái số thức ăn về cho dân oan, cho thương binh Việt Nam Cộng Hòa để làm chứng cứ chị vẫn còn sống, và cùng với chồng chị mà chồng chị hay nhắc nhở chị là gửi quà thức ăn về cho trẻ em dân oan, thương binh Việt Nam Cộng Hòa, và cái việc mà chị mà gửi như vậy đó là chồng chị mừng lắm và rất là
chị, vợ chồng chị là một Bồ Tát đó, thì chị vô cùng biết ơn chồng chị luôn luôn nhớ đến những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa để mà giúp đỡ chị gửi quà về cho dân oan. Cho đến giờ này chị vẫn còn từng ngày từng giờ chị luôn luôn thay mặt cho chồng chị, mà có khi kể cả Tổng thống Donald Trump và bà đệ nhất phu nhân đã giúp cho chị có những cái cơ hội mà chị gửi quà, ví dụ như sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, của đệ nhất phu nhân Melania cũng gửi quà về, và tên gửi có tên rõ ràng Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania, để chị muốn nói cho người dân ở địa ngục cộng sản, Tổng thống của nước Mỹ chính là Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân xinh đẹp khả ái của nước Mỹ, chứ không phải là thằng Sleepy Joe Biden murder, cũng như là cái con mụ Jill Biden đó. Những cái loại đó họ không thể có xứng đáng là tổng thống hay là đệ nhất phu nhân, và đó là sự thật. Cảm ơn em đã hỏi chị. Và tại sao có một vài lần em thấy chị đi lụm lon, chị nói là chị lụm lon chị mua đồ, chị để dành tiền cho mấy người phối trưng với bên Việt Nam Cộng Hòa này kia nọ, thì cái điều đó có sự thật không hay là chị bỏ thối thôi? Nhưng mà chị làm điều đó thì chị cái bằng cấp cái bản thân của chị thì người ta sẽ chê cười cái chuyện đó. Chị có nghĩ thấy cái đó cái xấu hổ không? Xấu hổ không à? Không phải thôi xấu hổ nữa, tại vì em biết không, khi chị đi chiến đấu, vì đây là trận chiến cuối cùng của người dân Mỹ chúng ta, của chúng tôi là những người yêu nước, những người còn lương tri và lương tâm làm người, phải quốc Donald Trump. Vì chỉ có Tổng thống Donald Trump, một người kính Chúa thật, Phật thật và yêu tổ quốc Hoa Kỳ và yêu thương dân, gần như là còn giúp cả trên cả thế giới là ngăn chặn được cái thảm họa chiến tranh như hiện nay thằng Sleepy Joe Biden và đồng bọn của nó muốn chiến tranh tại Ukraine, và sắp tới có thể chiến tranh hạt nhân nếu như người dân Mỹ, nhất là Việt Nam, vô trách nhiệm mà hèn để cho cái đảng Dân Chủ Cộng Sản nó cướp một lần nữa. Mà never, người dân Mỹ chúng tôi có lương tri và lương tâm làm người, trong đó không kể những cái mà hy vọng như là cái tên Ngô Bá Đạo bác sĩ đó, những cái bọn mà truyền thông mà tiếng Việt mà lại ngu ngục đi theo cái thằng Sleepy Joe Biden và bưng bô cho cái tội ác cộng sản, những kẻ đó họ sẽ bị tai ương bệnh tật và chết thê thảm theo đúng luật nhân quả. Anh đang nói chuyện rồi tư về chồng của chị à? Ừ. Dạ, mà chồng chị, tại sao mình chị là người Việt Nam mà chị không lấy người Việt Nam mà chị lại lấy người Mỹ à? Chị không, có thể nào chia sẻ cho em biết chuyện đó? Thì em nghe nè, chị không phải với chị, cái cuộc hôn nhân này dạ. là do chị quá. Cơ hội nào mà anh gặp chị gặp được ảnh vậy? Chị vì chị học ở trường Hotline á, dạ. Community, và chị hay chào cờ đầu tháng vào lúc 12 giờ ngày Chủ nhật. Ở đâu? 12 giờ tại tượng đài Westminster. Hôm nay chị thấy gì? Xong rồi chồng chị là một cựu chiến binh Mỹ, dạ. Rồi hay thường cũng tới cùng với lại đồng những cái người cùng là cựu chiến binh Mỹ, dạ. Tới đồng đội để chào cờ, để bảo vệ hai, dạ. cái lá cờ Mỹ và Việt Nam, dạ. và chính là bên chiến thắng chứ không phải là bên thua cuộc hay bên thắng cuộc. Tất nhiên là tình yêu chị với ảnh là gặp ở tương lai chiến sĩ à? Đúng như vậy. Và giống như là Chúa thật, Phật thật, quý anh hùng tử sĩ Mỹ Việt Nam Cộng Hòa, họ linh thiêng quá và đã gia hộ, cho nên chồng chị tự nhiên thấy chị một tay một chân chị liệt á, mà chị một mình chiến đấu, và bọn cộng sản nằm vùng cái đảng Việt Tân Cộng Sản nó mới dùng một vài người đồng bào thiếu sự thật, và họ nói chị là khùng điên, đi tới đi chào cờ đó, người chồng chị không có chịu, thấy chị là một người mà rất là yêu nước, mà lại rất là thật thà, mà luôn luôn bảo vệ hai cái tá lá cờ Mỹ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên chồng chị mới đề nghị cho chồng chị giúp đỡ để mà chở chị đi về đi học đó, là không có đi bộ với lại đi xe bus nữa, mà chồng chị bảo là cho chồng chị được phép để mà take care chị đó, thì chị thấy rằng là có đồng ý với điều kiện
là chồng chị phải bỏ thuốc lá. Thì chị mới hỏi ông, ông mới nói rằng là ông chỉ có bị hút thuốc là tại vì đi chiến tranh ở Việt Nam á, bị bọn phản chiến đó, nó biểu là những người Mỹ là hiếp dâm, rồi giống như là tội đảng Dân Chủ Cộng sản nó vu khống Tổng thống Donald Trump là hiếp dâm con bụng, cái quái nào đó. Rồi cuối cùng anh có bỏ thuốc lá không ạ? Có, cho nên chị mới gọi ông là Bồ Tát. Và em biết thì không, không biết là thấy chị hay thường nhịn ăn, hoặc là chị giúp đỡ cho gửi đồ ăn về cho thương binh Việt Nam Cộng Hòa với lại dân oan ở Việt Nam đó. Ông mới nói với mẹ, với chị là coi như là cho ổng góp phần á, để ổng gửi về cho đồng đội cùng với lại đồng đội mà là Việt Nam Cộng Hòa là thương binh đó. Và ổng rất cảm động, ổng rất là sợ chị nhịn đói lắm, mà lúc nào ổng cũng đòi bảo chị là khi là mời chị đi ăn phở hay là gì đó. Chị thì rất là tiết kiệm và chị luôn vì cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã cứu sống chồng chị, cũng như bác sĩ, cũng như chị cũng đã bị cách đây 7 tháng chị đã bị bắt ở quê rồi, thì cũng là nhờ hồng ân ơn trên gia hộ, cho nên tới giờ này chị vẫn còn sống và chị luôn luôn chiến đấu cùng với mọi người. Chị hay luôn đem Tổng thống Donald Trump để chị đi theo với chị, để chị trong lúc chị chiến đấu, để chị nhắc nhở đồng bào người Việt là hãy nhớ Tổng thống Donald Trump mới là tổng thống hợp pháp và hợp đúng sự thần do chính người dân vote. Còn thằng Sleepy Joe Biden là thằng gian trá, lừa đảo, ăn cướp, nó còn ác hơn thằng cộng sản ăn cướp đó. Là tám là cuộc tình nhân, cuộc tình yêu của chị với ảnh là chưa có đứa baby nào không ạ? Không, già quá. Không có. Chồng chị là bằng tuổi của tổng thống Donald Trump. Dạ, nhưng mà ông có con riêng không? Hay chị có con không, riêng không? Không có. Riêng của con riêng của chồng chị là con riêng của vợ. Mấy đứa? Hai đứa con riêng của vợ mà nó yêu chồng tôi. Chị thì đã ly dị với vợ hai mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà các hai đứa con gái đó nó thương chồng chị còn hơn cha. Dạ. Rồi còn chị thì có con riêng thì ở tại Việt Nam Cộng sản, và cho con chị là đứa lớn là kiến trúc sư, vợ nó cũng kiến trúc sư, còn đứa nhỏ là kỹ sư, và con dâu của chị là kỹ sư nhưng mà bây giờ nó là dược sĩ, và chị có ba đứa cháu nội. Là chị đó được hai đứa con Việt Nam, ba đứa cháu nội. Khi mà chính phủ Mỹ họ cứu chị ra khỏi cái tù chuồng cọp đó, họ có đã có nói với chị là lúc đó chị một tay một chân bị liệt không có đi được vì nó tra tấn chị, mà thì chị đừng mới hỏi chị là nếu muốn giúp, muốn cho con chị đi cùng với chị để nó giúp đỡ chị đó, thì chị mới nói là chị trả lời luôn, nếu tôi cứu con tôi thì ai cứu con của những người khác, tôi chỉ mong cộng sản khủng bố VC nó sớm bị tiêu diệt vậy thôi. Còn nếu như các ông mà cứu tôi thoát khỏi cái địa ngục cộng sản thì nếu tôi còn sống thêm một ngày tôi sẽ luôn luôn giúp cho cộng sản tự chảy chết thê thảm bằng chính tội ác của nó thôi. Chứ còn hồi nãy em hỏi chị câu là tại sao người Việt Nam chị không lấy, chị lấy người Mỹ, thì chị chưa trả lời câu đó. Khi đó thì em nhìn đó, chị đâu có nhu cầu lấy chồng, tại vì lý do chị ra bên này chị được làm người, thì bây giờ tự nhiên có một cái ông Bồ Tát mà ông giúp đỡ, muốn giúp đỡ chị và ông xin được làm hôn thú với chị, mà chị bảo với ông rồi ông đồng ý, tôi không công bố ông là chồng để làm gì, để tôi tránh cho cộng sản nó truy sát ông, nó truy sát tôi thì được, nhưng mà tôi không muốn, vì khi ông mà đưa cho chị cái giấy anh hùng của ông đó và là năm cái huân chương tuyệt vời mà ông rất là khiêm tốn, mà tụi cộng sản, đảng Việt Dân Cộng sản nó rất căm thù những người mà yêu nước như chị và chồng chị, thì chị mặc kệ họ, tại vì họ căm thù họ không làm gì được, bởi vì đất nước Mỹ này có luật pháp và hiến pháp nước Mỹ, mà chị thì luôn luôn tôn trọng thực hiện đúng luật pháp và hiến pháp. Do vậy thấy chị hay nói chồng chị là một Bồ Tát, nhiều người không có hiểu, chị cũng
nói chồng thì là chắc là Chúa hay Phật đó, là đã đem ông giúp đỡ cho tôi. Thì đó là cái phước báu của tôi. Cho nên chị luôn luôn nhắc với chồng chị, chồng chị đúng là một Bồ Tát, và tới giờ này luôn luôn giúp đỡ chị và nhắc nhở với chị là luôn luôn là xuất bọn tổng thống Đơn Ca Trâm để cứu lấy nước người. Người Nam Cali người ta nói chị khùng điên, mà chị giải thích, chị có bị chứng minh khùng điên không ạ? Mà chị có giải thích cho những người ta biết gì cái điều đó không ạ? Tại sao bây giờ cái thằng cộng sản nó đẻ ra cũng giống như em coi thằng nước dân chủ cộng sản, nó biểu nó vu khống tổng thống của nó Trump là racist, là lỗ mãng, là hiếp dâm này kia, mà trốn thuế. Vậy mà có một số người ngu ngốc bị lừa đảo bởi cộng sản thì đó là tại vì họ. Chứ còn chị hỏi em, nếu chị nói chị không khùng thì ai tin chị? Cho nên chị bằng sự thật thôi, bằng luật pháp và hiến pháp nước Mỹ. Và cho đến giờ này em thấy tại sao tận ngày 18 tháng 10 năm 2018 tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên, mà tổng thống cùng với lại phó tổng thống Mike Pence đã ký cho chị một cái công dân danh dự, một cái huân chương công dân số 1 của nước Mỹ. Tại sao tặng chị mà đâu có biết gì chị? Tổng thống đâu có biết gì chị, mà tại có chị nghĩ rằng là FBI, CIA họ đã theo dõi chị để cho chị coi chị được cái huân chương được như vậy, mà chị luôn luôn chị xứng đáng với cái huân chương đó. Chỉ tiếc là tổng thống Donald Trump bị cái đảng Dân Chủ Cộng Sản nó cứ truy bức, nó rào nga trong thì tổng thống không có thời gian để mời chị tới White House để tặng cho chị huân chương. Và cũng nhờ vậy mà chị mới có cái đủ sức lực mà tới giờ này chị vẫn chiến đấu được. Em thấy chị đem tổng thống Donald Trump đi để nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ tổ quốc Hoa Kỳ này, cứu lấy cả nước Mỹ và cứu cả thế giới bằng cách là chị khi mà chị đi chị gặp cái lon á, chị đem chị pick up recycle và chị hy vọng biết đâu chị mua tờ vé số như hôm nay, mà nếu như lucky thì đó chính là tổng thống Donald Trump lucky chứ không phải chị. Bởi vì chị đem một tổng thống mà 100 bao đó mà tổng thống đi lượm ngày xe cồ, nếu như có luật nhân quả, nếu lucky thì chị sẽ cùng với chồng chị có một công ty sự thật và tri ân thực tiên làm như vậy. Và nếu như trong tương lai qua cái phương tiếp này, nếu như cái công ty sự thật và tri ân chị còn kiện cái con mù Pelosi, ông ý già nghiệt xúc cũng như thằng Gavin Newsom, nó lấy cả tỷ đồng tiền thuế của người dân Mỹ, nó mua cái rọ mõm chó, nó bắt người dân Mỹ phải đeo cái rọ mõm chó, cái mắt á làm con chó đi hai chân, mà nhiều người vì quá sợ hãi và hèn và để im lặng. Còn chị thì sắp tới đây bất cứ thằng nào con nào, kể cả cái con mụ Pelosi, nó xé cái thông điệp liên bang, chị sẽ kiện con mụ này cũng như cái thằng em đang nói chuyện gì đẹp thơ của chị à? Em đang nghe đuối được là bữa nay là ngày birthday sinh nhật của chồng chị, mà chị có thể nào cái lời cuối cùng chị có thể nào chị nói cái gì cho tới chồng chị, và có thể là chị xin hát một bài của Happy Birthday cho chồng chị bên đây. Thank you. Hello, my young old baby. Happy birthday, my husband, Stephen Cooper. I always love you and with you support vote Trump win with the Vice President J.D. Vance together fight with America great again. In God and Buddha we trust. I always love my husband Vietnam veteran Stephen Cooper, hero. I love you. Happy birthday, my young old baby, Stephen Cooper. Trump win for more years.
Make America great again. Make America, make my dear true. Happy birthday. Happy birthday. My husband. Việt Nam veteran. Stephen Cooper. I am Victoria Cooper. Your husband. And your wife. Always with you. Support. Vote Trump. Win on November 5th, 2024. I love you. Okay. Xin được trân quý, cảm ơn quý khán giả của Vương Sa TV đã nghe sự thật của tôi, mà xin đừng tin vào sự thật của tôi, nhưng hãy kiểm tra, vì luật nhân quả là không chừa một ai. Ok, tất cả các lời nói của chị là hoàn toàn của chị. Em xin đại diện cảm ơn em đại diện phố Cali Bosa TV số 9 và Leader Sài Gòn Cali TV rất cảm ơn chị nhiều. Chúc sức khỏe chị và happy birthday chồng chị anh là Cooper. Dạ. Dạ, xin cảm ơn, xin chào chị anh nhiều ạ.